Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ lật tẩy chiến dịch tin tặc và chiêu ăn cắp sở hữu trí tuệ dưới vỏ bọc yêu nước của Trung Quốc. Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh xung quanh đại dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục leo thang khi mới đây Mỹ chính thức đã phát cảnh báo Trung Quốc tấn công mạng, âm mưu ăn cắp nghiên cứu vaccine phòng bệnh viêm phổi Vũ Hán. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng liên tiếp bắt giữ các nhà khoa học gốc Hoa vì che giấu mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc trong lúc tham dự các dự án nhạy cảm tại Mỹ. Nhà chức trách Mỹ vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, theo giờ địa phương, đã cảnh báo các tin tặc liên quan tới Trung Quốc đã tấn công vào hệ thống của các tổ chức Mỹ đang nghiên cứu về ứng phó viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh thông báo dịch vụ công của FBI và DHS vào ngày 13 tháng 5 về tin tặc Trung Quốc. Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS và Cục Điều tra Liên bang FBI vào ngày 13 tháng 5 đã ban hành một thông báo dịch vụ công cảnh báo rằng Trung Quốc nhiều khả năng đang phát động các cuộc tấn công mạng nhằm đánh cắp dữ liệu về viêm phổi Vũ Hán có liên quan đến phát triển vaccine phòng bệnh của các tổ chức nghiên cứu và công ty dược phẩm tại Mỹ. Thông báo gọi đây là mối đe dọa đáng kể. Theo đó, các tổ chức nghiên cứu về viêm phổi Vũ Hán nhiều khả năng đang trở thành mục tiêu tấn công mạng từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. DHS và FBI cảnh báo các cơ quan, tổ chức y tế, dược phẩm và nghiên cứu liên quan đến ứng phó viêm phổi Vũ Hán cần nhận thức rằng họ là mục tiêu chính của hoạt động tấn công mạng và thực thi các biện pháp cần thiết để bảo vệ hệ thống của mình. Trong một thời gian dài, FBI và DHS đã tập trung theo dõi các vụ tấn công của tin tặc và những hoạt động của các thế lực phi truyền thống mà theo chính quyền của Tổng thống Donald Trump là nhóm các nhà nghiên cứu và giới sinh viên đang âm mưu đánh cắp dữ liệu nội bộ trong các phòng thí nghiệm, đại học và tư nhân. Giới chính quyền Washington trước đây và hiện nay cho hay quyết định được đưa ra cáo buộc cụ thể nhằm vào các nhóm tin tặc mà Mỹ cho rằng được chính quyền Bắc Kinh bảo trợ, là một phần của chiến lược lớn hơn có sự tham gia của Bộ Chỉ huy Tác chiến Không gian mạng và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ. Cách đây gần 2 năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao quyền để các cơ quan trên xâm nhập sâu hơn vào các hệ thống mạng máy tính của Trung Quốc và các thế lực khác. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Tom Cotton. Cáo buộc của FBI và DHS cũng là động thái mới nhất trong một loạt các nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm quy kết trách nhiệm cho Trung Quốc là nguồn bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán và khai thác dịch bệnh vì lợi ích riêng sau đó của họ. Trước đó, vào ngày 10 tháng 5, đài Fox News đã dẫn lời Thượng nghị sĩ Tom Cotton lên tiếng cảnh báo Trung Quốc có thể vận dụng các thủ thuật và chiến lược tình báo để đánh cắp kỹ thuật điều trị hoặc điều chế vaccine chống viêm phổi Vũ Hán của Mỹ. Thông báo cho biết, Trung Quốc đang vận dụng các chiêu trò từng áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất chất bán dẫn hoặc công nghệ chip máy tính của Mỹ nhằm thực thi âm mưu tranh đoạt các kiến thức vượt trội của chúng ta, bao gồm thông tin về viêm phổi Vũ Hán. Theo Thượng nghị sĩ, Cotton chia sẻ như vậy. Và quan chức an ninh quốc gia Mỹ có thông tin trực tiếp về các vụ tấn công mạng tiết lộ với CNN rằng các bệnh viện, phòng thí nghiệm, nhà cung cấp y tế và doanh nghiệp dược phẩm đều bị nhắm tới. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ HHS thậm chí đã bị tấn công mạng ở tần suất hàng ngày. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phủ nhận cáo buộc nước này đứng sau cuộc tấn công trên mạng. Ông Triệu khẳng định Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong nghiên cứu các biện pháp điều trị và vaccine phòng COVID-19. Tờ báo Thời báo Hoàn Cầu vào hôm 11 tháng 5 năm 2020 cũng tuyên bố Trung Quốc không cần đi ăn cắp khi đang dẫn đầu trong cuộc đua phát triển vaccine. Sau thông báo của DHS và FBI vào ngày 15 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên án các nỗ lực của tin tặc có liên quan đến chính phủ Trung Quốc nhằm chiếm đoạt tài sản sở hữu trí tuệ và dữ liệu y tế công cộng của Mỹ về nghiên cứu phòng dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh rằng Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt hoạt động gây hại này. Phát biểu trên Fox News vào hồi tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ đã cảnh báo mối đe dọa lớn nhất không phải là khả năng làm việc với Trung Quốc về an ninh mạng, mà là đảm bảo chúng ta có đủ nguồn lực sẵn sàng để bảo vệ mình trước các cuộc tấn công mạng từ người Trung Quốc. Trong quá khứ, giới chức tình báo cũng đã từng cáo buộc Trung Quốc sử dụng một lực lượng tin tặc chuyên ăn cắp công nghệ của các công ty Mỹ.
P. Eniva, Giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết hoạt động trộm cắp tài sản trí tuệ do Trung Quốc thực hiện nhằm ở nước Mỹ có giá trị lên tới khoảng 400 tỷ đô la mỗi năm. Vào ngày 5 tháng 5, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo chung rất chi tiết về các quốc gia khác đang hoạt động đánh cắp nghiên cứu khoa học. Họ không chính thức nêu tên các quốc gia bị cáo buộc, nhưng các nguồn tin cho biết Trung Quốc, Nga và Iran nằm trong số đó. Giờ đây, Hoa Kỳ đã quyết định nêu đích danh Trung Quốc trong tuyên bố mới của mình. Và cho đến nay, Anh vẫn chưa phụ họa với Mỹ trong cáo buộc này và cảnh báo mới cũng không chứa bất kỳ chi tiết mới nào và những gì đã thực sự diễn ra. Có thể hiểu bước đi này của Mỹ nhằm đưa ra thông điệp với công chúng trong nước vừa gia tăng áp lực lên Trung Quốc như một phần của những căng thẳng đang gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Cũng không dừng ở đó, liên tiếp trong vài ngày, nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ các nhà khoa học người Mỹ gốc Hoa tại nước này. Đây là hình ảnh giáo sư Sim Thăng của Đại học Ankara. Vào hôm 11 tháng 5, truyền thông đưa tin giáo sư Sim Sau Thăng của Đại học Ankara đã bị bắt giữ vì che giấu mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc và các trường đại học Trung Quốc trong lúc tham gia các dự án cho NASA tài trợ. Ông Sim Thăng, 64 tuổi, đến từ Malaysia, là giáo sư ngành kỹ thuật điện tại Đại học Alas từ năm 1988, đã bị khởi tố vì tội lừa đảo. Cụ thể, giới chức Mỹ đã cáo buộc ông đã lừa cả cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và Đại học Ankara bằng cách không tiết lộ việc ông giữ nhiều chức vụ ở một trường đại học và các công ty tại Trung Quốc. Từ đó, vi phạm các chính sách về xung đột lợi ích của Mỹ. Ông Ang đã khai báo sai sự thật và không thông báo các công việc bên ngoài với đại học Ankara vốn cho phép ông làm việc tại trường này, đồng thời nhận ngân sách nghiên cứu của chính phủ Mỹ. Theo bản khai báo được tường trình lên tòa án của Ankara như vậy. Giới chức Mỹ cho biết ông Ang đã nhận được tiền tài trợ và hợp đồng từ các cơ quan liên bang Mỹ, trong đó có hợp đồng trị giá hơn 500.000 đô la từ NASA. Cũng theo giới chức Mỹ, nếu vị giáo sư này khai báo ông có mối quan hệ với Trung Quốc, ông sẽ không được nhận các khoản tiền từ chính phủ Mỹ. Đại diện Đại học Ankara cho biết ông Ang vừa bị đình chỉ công tác và trường đang hợp tác với chính quyền sở tại. Và tờ thời báo Arkansas, bang Arkansas, Mỹ vào hôm thứ Ba đưa tin chứng cứ mạnh mẽ nhất đối với các cáo buộc nhắm vào ông này là một bức thư điện tử mà ông gửi cho nhân viên nghiên cứu của Trung Quốc. Bức thư điện tử này được một nhân viên của thư viện vô tình phát hiện. Truyền thông quốc tế trích dẫn nội dung thư, trong đó có nói: bạn có thể lên mạng tiếng Trung tìm xem nước Mỹ đã đối đãi thế nào với học giả, kế hoạch ngàn nhân tài. Nơi này rất ít người biết rằng tôi là một trong số đó, nhưng nếu thông tin này tiết lộ ra thì công việc của tôi sẽ có phiền phức vô cùng. Đài truyền hình của Mỹ CNN dẫn lời giới chức liên bang Mỹ cho hay, nếu bị kết tội, giáo sư Ang có thể lãnh mức án lên tới tối đa 20 năm tù. Trong ngày 11 tháng 5, Lee Song, nhà thần kinh học người Mỹ gốc Hoa, đã nhận tội che giấu các khoản tiền nhận từ chính phủ Trung Quốc và chấp nhận bản án 1 năm quản chế. Đây là hình ảnh Lee Song, nhà thần kinh học người Mỹ gốc Hoa cùng vợ. Lee và vợ đã là công dân Mỹ vào thời điểm bị phát giác. Cả hai đang điều hành một phòng thí nghiệm tại Đại học Y khoa Emory, Mỹ. Phòng thí nghiệm này đã bị đóng cửa sau khi Lee và vợ bị sa thải. Cả hai lập tức chuyển đến Đại học Tế Nam ở Quảng Châu, nhưng Lee bị giữ lại ở Mỹ kể từ tháng 11 năm 2019 cho đến nay. Các bản cáo trạng cho biết ông Lee tin rằng mọi việc sẽ không bị phát hiện và ông có thể sống hai vai. Giáo sư Lee của Đại học Emory và nhà nghiên cứu Lee của Viện Di truyền học và Sinh học Phát triển thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng của Hồng Kông, giáo sư Lee là tài năng hải ngoại được chiêu hồi theo đề án ngàn nhân tài của chính phủ Trung Quốc. Theo đó, các nhà khoa học và chuyên gia gốc Hoa khi trở về Trung Quốc làm sẽ nhận được tiền tài trợ cùng mức lương hậu hĩnh. Trong khi Bắc Kinh xem đây là một chuyện đương nhiên như là lá rụng về cuội, Washington lại xem đó là chiêu ăn cắp sở hữu trí tuệ dưới vỏ bọc yêu nước. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chương trình ngàn nhân tài là một chương trình của chính phủ Trung Quốc nhằm tuyển dụng các cá nhân có quyền tiếp cận các công nghệ và tài sản sở hữu trí tuệ ở nước ngoài. Một học giả khác của chương trình ngàn nhân tài của Trung Quốc cũng bị Mỹ bắt giữ cách đây vài hôm là tiến sĩ Vương Thanh. Đây là hình ảnh
phần giới thiệu về tiến sĩ Vương Thanh trên mạng. Theo thông báo đăng trên trang web của Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 14 tháng 5, tiến sĩ Vương Thanh từng là nhân viên của tổ chức Bệnh viện Cleveland tại thành phố Cleveland, bang Ohio và là giảng viên di truyền học phân tử của Đại học Kaiser Western và cũng bị khởi tố vì lừa đảo về vi phạm các chính sách về xung đột lợi ích với Mỹ. Trong thời gian làm việc tại tổ chức này, ông Vương Thanh đã được Viện Y tế Quốc gia Mỹ tài trợ hơn 3,6 triệu đô la cho những công trình nghiên cứu khoa học do ông và các cộng sự thực hiện. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo như vậy. Tuy nhiên, vào thời điểm hợp tác với viện này, ông Vương cũng giữ chức hiệu trưởng cao đẳng công nghệ và khoa học đời sống thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hoa tại Trung Quốc. Đồng thời nhận được kinh phí từ Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc cho một số công trình nghiên cứu khoa học vốn cũng được phía Mỹ tài trợ, theo Bộ Tư pháp Mỹ. Ông Vương sinh ra tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, nhận học vị tiến sĩ tại Đại học Cornell vào năm 2001, làm chủ nhiệm trung tâm di truyền tim mạch của phòng khám Cleveland. Theo từ điển Bách Khoa toàn thư mở, phòng khám Cleveland nằm ở bang Ohio, Mỹ, là một trong những cơ quan điều trị y tế nổi tiếng thế giới, bao gồm 3 mảng điều trị y tế, nghiên cứu và giáo dục. Đây là một cơ quan phi lợi nhuận cung cấp điều trị y tế chuyên nghiệp và phương án điều trị y tế mới nhất. Và gần đây, các động thái dồn dập của Mỹ đang dần chứng tỏ quyết tâm làm rõ bộ mặt của nhà cầm quyền Trung Quốc, một chế độ cộng sản, độc tài nhưng lại đi lên bằng những thành quả khoa học ăn cắp từ các nền dân chủ khác, và điều này sẽ phải chấm dứt. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2020 với bản tin Mỹ lật tẩy chiến dịch tin tặc và chiêu ăn cắp sở hữu trí tuệ dưới vỏ bọc yêu nước của Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.